là con sông nằm trong thành phố Windsor, gọi là Little River. Trên sông này có người ta đang câu cá. Đây là khung cảnh chung quanh con sông này. Đây là cái cầu đi bộ, tôi đang đứng trên cầu đi bộ. Cầu đi bộ, có người ta đi bộ. Bên kia là bến tàu, bến bãi đậu tàu cho những người có ghe tàu đi chơi mùa hè. Có người ta đạp xe đạp. Người này đang câu cá.